xin chào khán giả của Sao Thể Thao, và chúng ta sẽ đến với giải vật cổ điển vật tự do quốc gia năm 2023. Và trước màn hình của các bạn là một trọng tài MMA huyền thoại của vật Việt Nam, đồ vật hiếu khổng lồ. Còn đây là các đồ vật đang tập luyện trước khi lên sới vật. Chúng ta hãy cùng theo dõi môn vật. Môn vật là một trong những môn được các võ sĩ MMA tập luyện thường xuyên để thành được lợi thế trong những tình huống địa chiến. Và quý vị khán giả cùng Sao Thể Thao theo dõi những kỹ thuật vật để chúng ta theo dõi bộ môn MMA một cách dễ dàng hơn trong tương lai. Hôm nay chúng ta sẽ đến với hai trận đấu. Trận đấu đầu tiên là trận đấu của đô vật Xuân Lập đến từ Vĩnh Phúc sẽ đối đầu với đô vật Thành Nam đến từ Bắc Ninh. Đô vật Xuân Lập là võ sĩ ở xin lỗi quý vị là đô vật ở góc đài màu đỏ, và Thành Nam sẽ là đô vật ở góc đài màu xanh. Và cả hai đô vật của chúng ta đã tiến lên sới vật. Xin nhắc lại, Xuân Lập là đô vật ở góc đài màu đỏ, còn Xuân Lập là đô vật ở góc đài màu xanh, mặc đồ có giải màu xanh. Hai đô vật đã bắt đầu trận đấu. Hai đô vật đang áp sát nhau, liên tục là những tình huống đẩy. Thành Nam đang đẩy Xuân Lập, nắm được cổ của Xuân Lập. Hai võ sĩ đang khép nách lại và không để cho đối phương luồn được tay vào. Và vừa rồi đã có một điểm cho võ sĩ ở góc đài màu xanh, cho đô vật ở góc đài màu xanh. Và hiện giờ thì đô vật ở góc đài màu đỏ đang chịu bất lợi là võ sĩ ở góc đài màu xanh, sẽ được quyền chiếm chủ động. Liên tục là những tình huống kiểm soát phần ngực để lật người đô vật màu đỏ lại của đô vật màu xanh, và đô vật màu xanh đã đưa được đô vật màu đỏ ra ngoài vạch và đã có thêm một điểm số, chính xác là 4 điểm. Đô vật màu xanh là Thành Nam đến từ Bắc Ninh đang tỏ ra mình kinh nghiệm hơn. Liên tục là những tình huống xô đẩy, và vừa rồi bất ngờ Xuân Lập đã có một tình huống phản công sau tình huống quật ngã của Thành Nam. Hai đô vật đang đứng lại. Liên tục là những tình huống bắt tay nhau. Hai đô vật đang cố gắng bắt lấy phần khuỷu tay của nhau để có thể ra những ngón đòn của mình. Tỷ số là 7-0 dành cho đô vật Thành Nam đến từ Bắc Ninh sau một tình huống vật ngã đô vật Xuân Lập của Vĩnh Phúc. Và một lần nữa thì Thành Nam đã quật được Xuân Lập xuống đất, và anh đã giành chiến thắng với tỷ số tuyệt đối 9-0. Một thế thắng thể hiện đẳng cấp của tay vật Bắc Ninh. Và người chiến thắng là tay vật Thành Nam đến từ Bắc Ninh. Chiến thắng cách biệt về mặt trình độ. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với trận thi đấu của hai đơn vị Bắc Ninh và Quảng Trị, giữa Minh Tuấn đến từ Quảng Trị đối đầu với đô vật Thanh Quang đến từ Bắc Ninh. Trước mặt của quý vị là đô vật đến từ Quảng Trị Minh Tuấn. Anh sẽ đối đầu với một võ sĩ Bắc Ninh, một đơn vị rất mạnh về môn vật, và vừa rồi đã có một chiến thắng trước trận đấu này.
hai đồ vật đã bước lên sới. Thanh Quang là đồ vật màu đỏ, còn Minh Tuấn là đồ vật màu xanh. Đã có những cái bắt tay thân thiện và ngay lúc này thì trận đấu bắt đầu. Ngay lập tức Minh Tuấn áp sát Thanh Quang. Anh đang cố luồn tay qua nách của đối phương để nắm được cái lưng. Thanh Quang đã bám được lưng của Minh Tuấn và ngay lập tức có một cú quật. Sẽ có 4 điểm cho tay vợt của Bắc Ninh. Rất dễ dàng, và hiện nay đô vật đến từ Bắc Ninh, Thanh Quang đang kiểm soát phần lưng của đô vật đến từ Quảng Trị. Anh ôm đô vật của Quảng Trị lên và thêm một cú quật nữa, và trận đấu kết thúc một cách trong vánh. Đô vật đến từ Quảng Trị đã lấm lưng trắng bụng. Chiến thắng dễ dàng cho đô vật đến từ Bắc Ninh với khoảng cách 8-0. Vô cùng đẳng cấp. Bắc Ninh đang thể hiện mình là một mảnh đất vật vô cùng lợi hại và có truyền thống lâu đời. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với trận đấu của hai đơn vị Hà Nội và Quân Đội. Giữa Đình Huy sẽ đối đầu với đô vật đến từ đoàn Quân Đội, đó là Trịnh Xuân Vinh. Và đây trước mặt của quý vị là Đình Huy, võ sĩ của đoàn Hà Nội với trang phục màu đỏ, để đối đầu với Xuân Vinh, võ sĩ ở trang phục màu xanh. Xuân Vinh và Đình Huy đã bước vào sới vật. Ngay lập tức hai đô vật áp sát nhau. Liên tục là những tình huống đấu tay. Hai võ sĩ đang cố gắng bắt được tay nhau, luồn tay qua để có thể bám được lưng của đối phương. Liên tục là sức ép của Công Minh đến từ đoàn Quân Đội. Những cái nắm tay rất chặt. Võ sĩ của đoàn Hà Nội Đình Huy vừa rồi đã bắt được khu trò của đối phương, nhưng không thể có một tình huống quật ngã. Liên tục là những tình huống đổi góc, xoay người của Công Minh sang một bên, vẫn chưa thể bắt được cái lưng. Hai võ sĩ vẫn đang tìm cái lưng của nhau. Vừa rồi là một tình huống với ý đồ bắt chân của Công Minh nhưng bất thành. Liên tục là những tình huống gài chân gây sức ép. Trọng tài vừa rồi đã cộng cho võ sĩ màu đỏ 1 điểm sau tình huống gài chân trước võ sĩ đến từ đoàn Quân Đội. Và bây giờ võ sĩ của Quân Đội sẽ nằm bất lợi để cho đối phương kiểm soát cái lưng của mình. Và trận đấu được tiếp tục. Võ sĩ của đoàn Hà Nội đang kiểm soát lưng của võ sĩ của Quân Đội. Liên tục là những tình huống vật qua vật lại. Rất khỏe. Thêm một cú vật nữa. Và võ sĩ màu xanh đã ra khỏi sới. Và ngay lập tức chiến thắng cách biệt 9 điểm cho võ sĩ của Hà Nội. Sau 3 cú lật. Một chiến thắng tuyệt đối. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi những clip võ thuật chất lượng của Sao Thể Thao. Xin chào và hẹn gặp lại.